đây là lần đầu tiên mình quay lại Corona sau 5 năm và mình vẫn rất thích Corona. Mình có người bạn tên là Vivian, nếu mà chị coi cái video này chị sẽ vui tại vì có cái đảo tên của chị. Tiếng sóng biển làm cho mình cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Thuyền trưởng và hướng dẫn tour để có một bữa ăn ngon trên bãi biển đẹp. Các bạn có nhìn thấy ở cái khúc vừa rồi mình đang bơi ở dưới không? Thì coi lại coi, mình thấy một con sứa màu trắng nhỏ. Và bây giờ mình mới thấy thôi đó. Thật là hên á, chứ không thôi mà bơi chúng nó là xong luôn á, là chết luôn á. Tại vì mình đã đụng vào sứa hồi 2 năm trước, lúc mà mình ở Bali. Cho nên mình rất là sợ nó. Đến giờ quay trở lại tàu để đi qua đảo khác. Đây là Twin Lagoon. Twin Lagoon rất là nổi tiếng ở Corona. Cái lagoon đầu tiên là chỗ mấy cái tàu dừng lại. Có rất là nhiều hình ảnh đẹp được chụp được tại đây. Ở đằng kia có một cái lỗ kìa. Cái lagoon thứ hai á thì mình không có nhìn thấy được, mình phải bơi qua cái lỗ mới vào được. Twin Lagoon á là một nơi rất là đẹp để đến xem, nhưng mà nó cũng rất là đông người. Ở bên kia đằng sau cái lỗ, this one car.
Anong this island? Blue Lagoon. Oh, this is Blue Lagoon. Bây giờ về nhà ngồi xuống để mà coi lại, bỏ hết tất cả mấy cái video vô một trước khi bỏ lên YouTube. Thì mình coi lại thì mình nói ủa, tại sao trong một ngày mà mình lại đi hai cái Blue Lagoon? Thì mình nghĩ là một là mình nghe lộn, còn không á, ở đó nó có hai cái Blue Lagoon ở Coron. Mà bây giờ thì mình không biết được nữa, là tại vì mình không cần ở Coron nữa. Nếu các bạn có đi rồi hoặc là biết được cái đảo đó nó tên là gì thì hãy nhắn ở phía dưới để cho mình biết cái tên để mà mình sửa lại trên cái YouTube của mình. Làm cái video này á rất là khó khăn đối với mình. Có nhiều người đứng trước ống kính quen rồi, hoặc là họ thích được đứng trước cái ống kính. Đối với mình á thì nó rất là khó khăn, là tại vì mỗi lần mà mình đi travel á là lúc nào mình cũng là cái người đứng ở đằng sau quay phim, chụp hình, rồi nhất là quay cảnh. Mà bây giờ kêu mình nói chuyện với cái camera thấy nó khó khăn sao á, nó rất là khó. Cái video kế tiếp á là mình sẽ đi tour Sea với nhóm. Và nếu các bạn thích mình á và ủng hộ mình á thì xin các bạn hãy đón xem video kế tiếp và xin các bạn đăng ký cái kênh của mình. Cảm ơn các bạn.